Rồi khi một món quà bất ngờ nó nghe cả nhà. Ngay chiếc xe đạp đó anh quẹ vô giường nha. Quẹ xuống luôn, chạy vô trong luôn. Không phải nhà này đâu. Ừ. Nhà kia không phải nhà này. Đúng rồi, theo con đường mòn anh chạy vô giỏng luôn. Vô luôn, tới luôn bạn ơi. Chạy qua đường nó mới căng nè. Chạy vậy mới hay chứ. Cái gà ta vô hàng là ta giao vô bờ đê được không à. Rồi tới mấy chỗ xe đang nổ anh ơi. Lèo lách dữ ha. Ừ, hay quá, tới luôn. Hay quá. Tài xế này đỉnh rồi. Hay quá tài xế ơi. Đây. Ừ rồi, tới luôn. Ra nhận hàng mấy đứa ơi. Nhận hàng Liễm ơi. Tới công chuyện luôn anh Liễm ơi. Ngon rồi. Bất ngờ hoài luôn hả? Nhìn này chắc biết gì hả anh Liễm? Cái tủ lạnh. Thì này tốn tiền điện nữa rồi. Vô chỉ chỗ để đi, em thấy để chỗ nhà trên để kế cái tivi, ngay cái cửa ra vô chỗ đó được đâu, ok đó. Đúng rồi. Em chỉ chỗ để em cổng vô luôn. Đây lại đây cái ghề vô đó. Trời ơi, đợi mỏi mòn luôn rồi trời. Bữa nay ba con thằng mà nó nghỉ nó đi thơ học hết. Còn mình em sáng giờ đi em Thành Nam chút bị dưới kia đi. Cái đường này em đi lần này là 6 lần rồi đó. Chạy xuống đây rồi chạy xuống Cù Lao. Sớm vậy hả? Rồi. Rồi chạy xuống giao món đồ chạy về lấy. Rồi giao món đồ chạy về lấy. Rồi cổng vô luôn. Giống tài thiên, giống cái tài thiên thánh kinh hồi xưa quá ha. Cái tướng bự về mới giác nổi. Anh nghĩ cái tủ lạnh nó nhẹ chứ nó không nặng đâu. Chỉ chỗ để Liễm ơi. Rồi vô ngay cây quạt gió luôn. Ngay ngay quạt gió đó, để lấy quạt gió ra đi. Trăm bảy hồi sáng đấy, 170 rồi mà. Thì này uống nước đá khỏi đi mua nữa rồi. Đập hộp nó vậy đó, mót nó rớt tùm lum chứ coi kìa. Tiếp tục có món quà nữa, có món quà nho nhỏ mà nó có vỏ nha. Nói chung chứ tủ lạnh này nhà gia đình nào cũng phải cần hết. Để đồ ăn đồ này kia rồi. Tiện lắm. Chúc mừng chú nghe chú Liễm ơi. Dạ, cảm ơn. Cũng cảm ơn bà con thương tình chú Liễm mà cho quà, còn là quà xịn không á. Toshiba mới chịu à. Bye.
bền lắm á. À để cho nó dịu là cái ga đúng không? Tại vì anh tại nhà thì sốc quá. Khoan để 6-7 tiếng đồng hồ thì hả kịp điện. Để cỡ 6 tiếng xong rồi nhiên điện khoảng 2 tiếng sau mình hả để đồ vô. Nói chung để cho ga nó ổn định đó. Tại mình đi dọc đường này nó bị sốc ra. Ủa cái này có chân không? Dạ. Có chân. Cái đó là mình tự mà. Chân là tự mình. Thôi mình tự mà. Ở vậy nhà cửa nẻo nào hoàng để tủ đồ vô là sướng rồi, khỏe à. Ủa nó chưa chạy điện hả? Ừ. Nó chạy ổn định chưa? Ba cái điện chạy ổn định hết rồi. Dạ hả? Chỗ này có cái riêng mới được chứ. Có chưa điện mà. Có cái ổ điện rồi, có cái cầu dao riêng của nó nữa. Tạnh quá rồi, chúc mừng. Để cho làm vô đẹp hết biết luôn. Cảm ơn bà con mình nó thương tình. Nhà nổi lên liền ha. Có cái vô tí là giờ đó có cái tủ lạnh nữa. Nếu bà ngon lành để nguyên đêm nay là khỏi ghim cũng được đó. Sáng thì ghim sớm. Sáng ghim sớm để cho tủ nó chạy không khoảng 2 tiếng đồng hồ đi. Đầu lúc đó mình hãy vô đá, vô này vô kia, vô đồ ăn được. Rồi ok ngon rồi, tivi internet rồi thêm tủ lạnh nữa ngon rồi. Quá ngon lành. Cảm ơn mấy chú nha. Hello này, cảm ơn mấy chú nha. Rồi mấy chú xuống quay về các nhà hảo tâm ta mới biết được cái gì không, sao ta có biết. Chai chấm thôi hả? Một chai chấm thôi hả con? Cô Sáu đang trực tiếp luôn nè. Anh cứ đưa cái tần suất lên sẵn cho mấy cho con luôn đi. Mồi màng cũng làm sẵn đó rồi đó bà con, mặn mà bữa nay là đãi bữa nay đặng mà tạm thời chia tay rồi khi nào có thịnh tiện đường á thì ghé lại chơi dùng chân. À, nó sập sình đấy, chân nó dặn ra được mà, dặn được chân dặn được, nó có bánh xe. Đây là để em gửi tiền luôn nè. Rồi chi tiền, chi tiền. Chi tiền đi. Nhưng mà đơn để ngoài vậy. Ở đây ngoài người xanh thì giải chân nào nó còn như là ở lần sau nó thấp hơn trước á, dặn hai chân sau lên á đúng không, hai tại cái này cái chú đó cha chú điện cái này là giao nhà với mốt quà nhưng mà được cái tủ lạnh nè bà con, không hẳn là được cái tivi, bây giờ thêm được cái tủ lạnh nữa. Đây là cái tủ lạnh này là 4.990.000 nha quý vị. Chị Hồng chồng và chị Liên chồng ở bên Mỹ nha quý vị. Thương gia đình này cho nên là muốn hỗ trợ thêm cho gia đình là một cái tủ lạnh nữa. Thì trước đó thì chị Hồng chồng nó cũng hai chị cũng hỗ trợ cho anh các TV internet. Thì ngày hôm nay là chị Hồng chồng với chị Liên chồng bên Mỹ tiếp tục hỗ trợ. Sáng giờ lên thì nặng mà. Cảm ơn chị gái ở bên Mỹ giùm em. Có gì nó tên qua đó nhớ không? Chị Hồng chồng và chị Liên chồng. Cảm ơn chị Hai Trầm và chị Ly Trầm
Cảm ơn chị, hai chị rất nhiều bởi vì chị giúp cho cha con trong lúc hoàng người trong hoàn cảnh khó khăn. Rất là cảm ơn hai chị nhiều. Và sau khi kết thúc cái video tủ lạnh này là sẽ tiếp tục video để bàn giao nhà nha quý vị. Và Vũ xin cảm ơn hai chị gái, chị Liên với chị Hân rất là nhiều. Lúc nào cũng chúc cho hai chị nhiều sức khỏe và may mắn và thành công mọi lĩnh vực trong công việc. Xin chào. Nói chung ra là em điểm ha, nó cũng rất lợi lẽ ha bà con, cũng thông cảm cho nó ha bà con.